Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel của Mark One. Như anh em yêu công nghệ nói chung cũng như là anh em fan nhà táo nói riêng thì vào đêm của ngày 20 tháng 4, rạng sáng ngày 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì Apple đã cho ra mắt hàng loạt những cái sản phẩm mới trong cái sự kiện đầu năm của mình mang tên Spring Loaded. Và nếu mà anh em có quan tâm đến những cái sản phẩm này thì anh em hãy có thể ghé qua Mark One để chúng ta cùng nhau cập nhật những cái thông tin mới nhất nhá. Link tham khảo thì mình có để ở phía dưới của video. Ok, bắt đầu nào. Mark One số 1 về Mark. Trong sự kiện lần này thì sẽ có hai sản phẩm nổi bật nhất, đó chính là chiếc iMac và chiếc iPad Pro 2021. Nhưng mà trước khi đến với cả hai sản phẩm này thì mình sẽ điểm qua những cái sản phẩm có mặt trong cái sự kiện lần này nhá. Đầu tiên đó chính là chiếc Apple Card Family. Đây là một chiếc thẻ tín dụng mới hướng đến sự tiện dụng trong gia đình. Apple Card Family cho phép người dùng có thể quản lý tài chính gia đình tốt hơn. Cùng với đó thì Apple cũng giới thiệu podcast, dịch vụ nghe các chương trình phát thanh độc quyền của Apple và không có quảng cáo cùng nhiều quyền lợi khác. Thông tin mới tiếp theo đó chính là Apple đã cho ra mắt một màu mới cho chiếc iPhone 12, đó là màu tím thủy chung. Và thực ra đấy cũng không phải là một cái màu mới mà nó đã xuất hiện trên iPhone 11 trong những năm gần đây rồi. Sau những cái tin đồn rò rỉ từ lâu thì Apple đã chính thức cho ra mắt một thiết bị để theo dõi những cái đồ vật như chìa khóa, ví hay túi sách thông qua phần mềm Find My được tích hợp sẵn trên các sản phẩm Apple. Sản phẩm này sẽ có mức giá khoảng 29 đô, tương đương vào khoảng 700.000 cho mỗi chiếc, hoặc là người dùng hoàn toàn có thể mua một bộ 4 chiếc với mức giá 99 đô và khoảng hơn 2 triệu. Và sản phẩm này thì có chuẩn chống nước và bụi IP67, pin thì có thể thay thế dễ dàng. Sản phẩm này sử dụng con chip U1 hỗ trợ định vị và phát âm thanh qua ứng dụng Find My. Trong sự kiện lần này thì Apple cũng đã cho ra mắt một cái thế hệ mới, một cái thế hệ mà cải tiến dành cho chiếc Apple TV 4K đã ra mắt từ năm 2017, với những cái cải tiến như được trang bị con chip A12 Bionic của Apple hay là hỗ trợ hiệu chỉnh hình ảnh thông qua iPhone. Và chiếc Apple TV mới này sẽ có mức giá 179 đô cho phiên bản 32GB hoặc là 199 đô cho phiên bản 64GB. Ok, và sau đây thì mình sẽ đến với cái sản phẩm nổi bật nhất, đó chính là chiếc iMac 2021. Thì cái sản phẩm này sẽ có những cái đặc điểm như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu luôn nhé. Sản phẩm này thì được trang bị những cái công nghệ phần cứng tốt nhất trên các sản phẩm iMac tại thời điểm hiện tại của hãng, đặc biệt với con chip M1 mới nhất đem đến hiệu năng tuyệt vời. Máy sẽ có thêm các màu sắc mới bao gồm 7 màu, đó chính là đỏ, cam, vàng, lục, lam, bạc, tím. iMac mới sẽ chỉ có một phiên bản màn hình 24 inch với độ phân giải 4.5K kèm công nghệ True Tone. Ngoài màn hình, iMac 24 inch 2021 sẽ có camera trước với độ phân giải 1080p, tận dụng lợi thế từ bộ xử lý tín hiệu hình ảnh trong chip M1 và Neuron Engine, đem đến chất lượng hình ảnh và giảm nhiễu tốt hơn cùng giải động lớn hơn, đồng thời cải thiện độ phơi sáng và cân bằng trắng tự nhiên. Máy sẽ có 3 micro chất lượng phòng thu cùng hệ thống âm thanh 6 loa, hỗ trợ âm thanh tốt hơn. So với iMac thế hệ trước thì iMac 24 inch có hệ thống Logic Board với quạt nhỏ và êm hơn nhờ vào con chip M1, kết hợp với RAM kiến trúc hợp nhất và SSD cực nhanh khiến cho tất cả các thao tác sử dụng đều nhanh và liền mạch trên macOS Big Sur. Ngoài ra, máy sẽ được trang bị lên tới 4 cổng USB Type-C tùy phiên bản, trong đó bao gồm 2 cổng Thunderbolt cho tất cả các phiên bản và thêm 2 cổng USB-C cho phiên bản nâng cao. iMac 2021 sẽ đi kèm với bàn phím Magic Keyboard, Magic Mouse hoặc là Magic Trackpad với màu sắc trùng với cả sản phẩm. Đặc biệt trên Magic Keyboard hiện đã được nâng cấp với mở khóa vân tay một chạm Touch ID đem đến sự tiện lợi và bảo mật khi mở máy. iMac 24 inch sẽ đi kèm hai phiên bản cấu hình với mức giá khác nhau. Sản phẩm với cấu hình GPU 7 lõi sẽ có giá khởi điểm từ 1.299 đô, bao gồm CPU 8 nhân, 8GB RAM và 256 SSD. Máy với cấu hình GPU 8 lõi sẽ có giá khởi điểm từ 1.499 đô, bao gồm CPU 8 nhân, 8GB RAM và 256 SSD, cùng 2 cổng Thunderbolt, 2 cổng USB 3 bổ sung. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cả một cái sự thay đổi cực kỳ quan trọng của Apple, đó chính là chiếc iPad Pro 2021 đã được trang bị chip M1. Máy thì vẫn sẽ có thiết kế tổng thể giống với mẫu iPad Pro năm 2020 và vẫn sẽ có hai tùy chọn màu sắc là xám và bạc. Với hiệu năng thì iPad Pro 2021 sẽ được trang bị con chip M1 với CPU 8 nhân cho hiệu suất cao hơn 50% so với chip A12Z Bionic trên thế hệ iPad Pro cũ. Về xử lý đồ họa thì chip M1 trên iPad Pro sẽ được tích hợp GPU 8 lõi cho hiệu năng cao hơn 40%. Kết hợp lại thì con chip M1 đã đem đến một cái sức mạnh chưa từng thấy trên các sản phẩm máy tính bảng đang có mặt trên thị trường hiện nay. Một điểm ấn tượng khác trên iPad Pro 2021 đó chính là màn hình. Nó có một cái khái niệm mới, đó chính là khái niệm Liquid Retina XDR. Nói chung là cái màn hình này thì được thiết kế với công nghệ mini LED, sử dụng hơn 10.000 bóng đèn LED trên toàn bộ mặt sau của màn hình, đem đến độ sáng toàn màn hình lên tới 1.000 nit,
độ sáng tối đa 1600 nits và tỷ lệ tương phản 1 triệu trên 1. Kết quả đem đến một chất lượng hiển thị cao cấp chưa từng thấy trên iPad. Ngoài ra, màn hình cũng sẽ hỗ trợ các công nghệ như ProMotion, hay True Tone và gam màu rộng P3 cùng công nghệ HDR và Dolby Vision. Không chỉ có màn hình, trên iPad Pro 2021 sẽ có camera trước 12MP siêu rộng với công nghệ True Depth, hỗ trợ tính năng Center Stage đem đến một trải nghiệm mới trên các cuộc gọi video. Đó là khi mà người dùng thực hiện cuộc gọi FaceTime, cảm biến máy ảnh sẽ tự động quay xung quanh để giữ cho chủ thể luôn ở trong khung hình, ngay cả khi họ di chuyển xung quanh. Và trong cái thời điểm mà dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến rất là phức tạp thì công nghệ như thế này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cái công việc mà có thể làm việc từ xa hay là hỗ trợ cho việc học tập. Ngoài ra, iPad Pro 2021 còn được trang bị Thunderbolt trên cổng USB Type-C, hỗ trợ nhiều loại phụ kiện hơn. Với băng thông nhanh hơn gấp 4 lần, iPad Pro 2021 hiện có thể xuất ra màn hình Apple Pro Display XDR ở độ phân giải 6K đầy đủ. Máy cũng sẽ được trang bị công nghệ 5G tiên tiến giúp bạn online mọi lúc mọi nơi. Phụ kiện ngoài sẽ bao gồm Apple Pencil cùng với ốp lưng kèm Magic Keyboard với thêm tùy chọn màu trắng. Chiếc iPad Pro sẽ đi kèm hai phiên bản, đó là phiên bản 11 inch và phiên bản 12,9 inch với màu xám và màu bạc. Máy sẽ có các tùy chọn dung lượng từ 128GB lên đến 2TB. 11 inch sẽ có mức giá khởi điểm từ $799 cho phiên bản Wi-Fi và $999 cho phiên bản hỗ trợ 5G. iPad Pro 12,9 inch sẽ có mức giá từ $1,099 cho phiên bản Wi-Fi và $1,299 cho phiên bản 5G. Trên đây là bài tổng hợp ngắn gọn của mình về sự kiện Apple Spring Load. Và nếu các bạn quan tâm đến những sản phẩm như iMac 24 inch hay là iPad Pro 2021 thì các bạn có thể lên trên fanpage của Mac One để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất nhé. Và nếu sản phẩm về Việt Nam thì chúng mình sẽ cố gắng để có những video đánh giá sản phẩm chi tiết nhất. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại.